kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Thực ra, có phải là cô có tâm sự không? Tôi muốn coi tướng sẽ tự tìm thầy bói. Tôi tưởng anh kêu tôi tới là có chuyện quan trọng. Cô sợ lắm. Cô lo lắng hôm đó cô và tên tư lệnh đáng ghét hợp tác trồng qua anh Túc, sau đó giết người diệt khẩu sẽ bị người ta phanh khui chuyện đó, có phải vậy không? Bộ trưởng Lâm, chứng cứ đâu? Nhân chứng đâu? Có phải là cô muốn nói câu đó không? Chứng cứ thì tôi đang tìm, còn nhân chứng tôi tìm được hai người rồi. Tân gia và Khửu gia là hai nhân chứng, hai người chứng minh được tôi trồng hoa anh Túc và giết người. Anh không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có một lần em uống say, đích thực cô nói với anh là em và tay tư lĩnh đáng ghét đó hợp tác làm ăn lớn. Có điều anh nghĩ em đã nói gì bản thân cũng không còn nhớ nữa. Còn Cửu gia, chú nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì? Thật ra hôm đó cô uống say nói lung tung, chú cũng có mặt, chú cũng nghe được cùng một chuyện đó. Chú cũng nghe được. Bộ trưởng Lâm à, bây giờ anh tìm được hai nhân chứng rồi, anh làm ơn tìm luôn chứng cứ. Có chứng cứ anh có việc bắt tôi. Tôi chờ anh. Không thành vấn đề, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại. Thất gia, số tiền của Đại Thế Hạ đã lấy ra về ngoài. Rồi, có cần bảo vệ cái xác giùm chị không? Ra ngoài, ra ngoài. Thất gia, trước tiên khoan bận tâm anh cô và Cửu gia đó tại sao lại quay ngược mũi giáo hại cô. Chúng ta nhất định phải làm sáng tỏ là những gì Lâm Mậu Tài nói có bao nhiêu chuyện đúng, có bao nhiêu chuyện không đúng. Bây giờ trong đầu tôi rối lắm, tôi quên mất tôi đã nói gì rồi. Hắn nói cô nằm tới sáng cũng không ngủ được, đúng. Sau đó nói cô thấy điều ác mộng, cũng đúng. Sau đó hắn lại nói một trong những cơn ác mộng cô bị rơi xuống biển, từ từ chìm xuống, đáy biển rất đẹp, trong nhiều thực vật là hoa anh Túc. Tôi không nhớ rõ, nhưng một trong những giấc mơ của tôi đúng là ở dưới biển. Hơn nữa đáy biển thật sự rất đẹp. Nhưng tôi không dám nói có phải do tôi bị ảnh hưởng tâm lý không. Hắn nói xong tôi lại cảm thấy đúng là tôi thấy giấc mơ đó. Hắn lại nói hôm nay cô đã sử dụng loại nước hoa bình thường cô không xài tới. Chính xác. Hắn nói hôm nay cách ăn mặc của cô cũng giống như tâm trạng vậy. Cũng chính xác. Lâm Mậu Tài này luôn miệng nói cô và tư lệnh đáng ghét đó hợp tác trồng á phiện. Sai thập thất, có phải anh nghĩ tôi như vậy không? Tôi có giống người trồng á phiện không? Tôi vẫn chưa nói xong, cô nghe tôi nói cho hết đã. Tôi chỉ muốn hỏi cô, thật ra cô có biết tư lệnh đáng ghét đó không? Cô có dây mơ rễ má gì với hắn? Tôi và hắn dây mơ rễ má gì? Biệt danh của hắn là Đường Như Mai giết người không gớm tay. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi, không cần bực tức vậy đâu. Tất cả các người đều muốn bức tử thôi. Tôi không biết tôi đã gặp xui xẻo gì, gặp phải ma quỷ đeo bám. Cô nghi đó, dù sao cũng chị em tốt mười mấy năm, không ngờ cũng quay ngược mũi giáo chỉ vào tôi. Bình thường anh tôi tệ với tôi cỡ nào cũng được, anh cũng không đến nỗi phải hại chết em của anh. Nhưng anh đã làm vậy thật. Còn Cửu gia đó nữa, thế giao mà, nếu định tội sẽ xử bắn đó. Cô còn có tôi, xài thập thất. Trong lòng anh cũng coi thường tôi mà, ngoài mặt thì không phải, thực tế thì nói tôi nói dốc, đồ tham tiền. Không có. Không có sanh cứ gặn hỏi chứ. Cô muốn nói sao thì nói. Thật ra tên ma quỷ đó gì cái gì? Vì tiền. Anh tôi Cửu gia, vì tiền thì đưa thôi. Đưa hắn thôi. Đưa hết cho hắn, đưa hết cho hắn. Tôi không cần nữa. Lâm Mậu Tài còn nói một chuyện rất chính xác. Tôi có một điềm báo không tốt. Tôi cảm thấy bây giờ tôi sắp chết rồi. Gã điên này anh lại làm gì ở đây? Tôi lượm tiền giùm cô thôi. Cô tiếp tục chửi đi, tiếp tục chửi đi.
Thất gia, cô cười là đúng đó. Cô cũng biết nói hắn là ma quỷ mà. Mục đích của hắn không chỉ đơn giản là vì tiền. Hắn muốn đẩy cô xuống địa ngục vô gian, đau khổ hơn lên núi đào xuống chảo dầu đó. Bây giờ tôi còn cách nào nữa chứ? Cô nên quay ngược suy nghĩ của hắn để làm. Hắn muốn cô chết thì cô phải sống. Hắn muốn cô mất kiểm soát tâm lý, muốn cô khóc thì cô cười. Thật ra cả đời cô không chịu thua mà. Sai thập thức này cùng cô đi con đường này, giằng co với tên ma quỷ đó tới cùng. Cái gì? Lâm Mộ Tài này đúng là có thể diện lắm. Sở ý để cho người ta biết hôm nay sinh nhật của tôi. Các ông chủ, các quan chức của cả tôi giới này đều tới chúc mừng tôi. Vui lắm. Nè, ly nè mọi người. Cạn ly. Mời. Nè, Thủ gia. Có phải do tôi từng nói với ông, sắp tới tôi giới sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa, nên mới muốn nghe ngóng không? Nói đùa thôi. Bộ trưởng Lâm, hôm nay sinh nhật anh mà, sao anh không mời tôi? Có phải gia tài của tôi không đủ, không có tư cách không? Dù sao tôi cũng là thất gia của Thượng Hải mà. Em à, em say rồi. Em không uống say, em thật sự tỉnh táo lắm. Thập Thất, đưa nó về nhà đi. Em đã nói em không say rồi. Nói cho mọi người biết, tôi nhận ra tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là anh. Anh là anh tốt của em. Tên súc sinh du khống em gái ruột của mình bán á phiện, phải không? Em nói bậy gì ở đây vậy? Còn chú nữa, chú là cửu gia chứ gì? Chú cũng có phần du khống con. Nếu sau này con bị lôi đi xử bắn, con nhất định quay lại tìm chú. Thất gia, về nhà nghỉ ngơi đi. Bộ trưởng Lâm, sao anh nói bắt tôi? Đợi tới qua cũng tàn úa vẫn chưa bắt. À, tôi nhớ rồi. Anh nói ngoài việc anh tìm được hai nhân chứng, anh chưa tìm được chứng cứ bắt tôi. Cần gì chứ, tôi đưa chứng cứ cho anh. Anh, lần trước anh nói tôi và tư lệnh đáng ghét đó hợp tác làm ăn bán á phiện chứ gì phải không? Anh nói tôi giết người diệt khẩu, giết rất nhiều người chứ gì phải không? Cái hộp này là tư lệnh đáng ghét tặng cho tôi. Tất cả chứng cứ phạm tội đều nằm ở đây. Bây giờ lương tâm tôi cắn rứt lắm rồi. Muốn còng, muốn bắt, tự nhiên. Mau đi. Thất gia này ngậm chìa khóa vàng chào đời. Muốn quay cũng quay rồi, hả? Muốn hưởng cũng hưởng rồi, không có gì thua. Bộ trưởng Lâm, sinh nhật vui vẻ. Ê, kiếm người lôi nó đi đi. Bộ trưởng Lâm, xin lỗi nha, nó lên con điên đó. Nguyên cái hộp đem đi bỏ thì ổn quá. Mở ra coi cái gì cái đã. Tăng 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 tăng. Bộ trưởng Lâm, sinh nhật vui vẻ. Đẹp quá. Happy birthday to you. Tân gia, em của ông làm cái gì vậy hả? Điên điên khùng khùng như vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi các vị nha, xin lỗi. Tất cả im lặng, mọi người có nghe được tiếng gì không? Hả? Hình như tôi nghe được có tiếng tích tắc trong đó đó. Trời ơi, cái gì vậy? Bộ trưởng Lâm sao lúng túng vậy? Nè, anh là ma quỷ mà, anh không sợ, anh không bỏ trốn mà. Anh có nhìn thấy không? Nếu anh là ma quỷ, anh có thể hiện hình không? Nè, ma quỷ có hai cái sừng mà. Cặp mắt thì đỏ ao, có hai cái răng nanh nha ra nữa. Cười đi. Cười lớn tiếng hơn đi. Sau khi cười xong, thời gian không sẽ mau chóng tới nghe. Hả? Vậy thì tôi phải sợ lắm sao? Đi chết đi, ma quỷ. Đi
chết đi. Lâu rồi không vui như vậy đó. Sướng quá, cả đời tôi chưa từng được vui như vậy.